Chào mừng quý vị đến với chương trình Quang Lâm TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video phần thứ nhất, những điểm lưu ý cho thế hệ trẻ chuẩn bị làm chủ nhà và condo cho tương lai. Mời quý vị xem tiếp phần thứ hai. Điểm lưu ý thứ ba, khi tình hình tài chính tương đối ổn định, dành nợ tiền học gần như đã được trả xong, các bạn có thể nghĩ đến việc mua chung một căn hộ với một hoặc hai người bạn độc thân. Lối sống này cũng tương đương như ở trong nội trú hoặc mướn nhà ở chung, nhưng các bạn sở hữu một bất động sản mà sẽ tăng giá trị trong tương lai. Tuy nhiên, mua nhà và sống chung với bạn bè thường dẫn đến những bất đồng ý kiến cũng như bất đồng trong lối sống. Tốt nhất là bạn nên chọn những người bạn có cùng chung lối sống, cùng tầng lớp, cũng như có công việc và thời khóa biểu tương đương với mình. Nên ký hợp đồng rõ ràng và cùng đưa ra một danh sách các quy luật chung trong nhà để mọi người cùng tuân theo. Đây là một sắp xếp thông minh và có lợi cho tương lai của các bạn. Khi các bạn đã sẵn sàng từ bỏ cuộc sống độc thân, các bạn có thể sẵn một ít vốn liếng cho tổ ấm đầu tiên. Một người trong nhóm có thể giữ lại thân đô hoặc mua lại từ các bạn khác, hoặc bán căn đô đi, hoặc bán căn nhà đi và chia đều cho tất cả mọi người. Khi đồng sở hữu một căn hộ, các bạn cũng có thể luân phiên hỗ trợ nhau trong những giai đoạn khó khăn về tài chính ngắn hạn. Một vài lời khuyên cho các bạn cùng mua chung căn hộ như sau: nhớ trích ra những món tiền phải thanh toán hàng tháng trước khi dự tính chi tiêu khác trong tháng. Nếu các bạn vào kỷ luật ngay trong những tháng đầu tiên thì sẽ lập được thói quen tốt một cách dễ dàng. Thứ tư, đừng đòi hỏi quá nhiều khi chọn mua căn hộ đầu tiên. Một mức giá hợp túi tiền nên được ưu tiên hơn diện tích rộng hay tiện nghi đầy đủ. Hãy chọn những địa điểm có nhiều hệ thống giao thông công cộng để tiết kiệm chi phí di chuyển. Một chiếc xe có thể tốn lên đến 10.000 đồng cho một năm, với số tiền đó có thể dùng vào việc chi trả tiền nhà. Bạn cũng có thể mua dự án condo rồi dùng thời gian condo đang xây để dành dụng thêm tiền. Chuẩn bị cho ngày chính thức lấy nhà có thể là 3 đến 5 năm sau. Tuổi trẻ luôn luôn là một lợi thế chứ không phải là rào cản. Nếu bạn có quyết tâm và kỷ luật trong tài chính, bạn sẽ thành công. Để cập nhật tin tức bất động sản cũng như chi tiết về những dự án sắp xây tại trung tâm thành phố Toronto và vùng phụ cận, quý khách có thể đọc những bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên 3 tờ báo: Thời báo, Thời mới và Sài Gòn, Canada. Khi quý vị có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào căn nhà quanglam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video kỳ tới.